Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về một cái tủ meme, cái tủ ủ ấm dung dịch trước khi hút mỡ. Hơi chi tiết một chút xíu. Tại sao là phải giới thiệu cái này? Là vì đôi khi các bạn nói là bác sĩ ơi, làm sao phải đảm bảo sự an toàn trong hút mỡ? Vậy cái sự an toàn nó bắt đầu từ những cái chi tiết như thế nào? Và đây là cái chi tiết mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Thế thì các bạn hình dung rằng trước khi hút mỡ, người ta phải đưa một cái dung dịch vô qua một cái phương pháp, nó gọi là phương pháp tumescent, tức là tách cái lớp mỡ ra khỏi lớp cơ, cũng như là tách rời các cái khối mỡ ra. Vậy thì cái dung dịch không phải là lấy cái chai nước biển cắm vô rồi truyền nó vô là được, hoặc là lấy chai nước biển đó đưa vô ngay là được, mà chúng ta phải đưa nó lên một nhiệt độ ngang bằng với nhiệt độ của cơ thể. Thì như thế cơ thể chúng ta mới nhận một cái lượng nước 2 lít hay là 3 lít trước khi hút mỡ, nó không có làm xáo trộn với thân nhiệt. Vì cái xáo trộn thân nhiệt đó nó mới gây ra một cái nguy hiểm. Vậy cái máy này nó làm cái gì? Các bạn hình dung nhiệt độ phòng đang là 27 độ. Thế thì ở đây tôi set cái nhiệt độ cho cái máy này là 40 độ C. Các bạn có nhìn thấy đó. Và có thể chúng ta set nó xuống một chút xíu. Tại sao phải set nó là 40 độ? Là tại vì từ cái tủ này chúng ta lấy ra, chúng ta bắt đầu cắm lên cái đó, thì cái chai đó nó sẽ bị cái nhiệt độ này nó tán ra, và nó làm cho cái nhiệt độ trong cái chai nó thấp xuống trở lại. Cho nên các bạn thấy rằng những cái chi tiết rất nhỏ, nhưng để đảm bảo sự an toàn thì tại Amcrat chúng tôi phải chuẩn bị, và chúng tôi cho các bạn biết là tối ưu nhất. Tóm lại, với cái tủ meme này, có nghĩa là cái dịch trước khi, cái dịch truyền, hay nó khác là cái chai nước biển đó, mà trước khi bóc tách cái lớp mỡ ra để chuẩn bị hút mỡ, chúng tôi đều đưa nó về nhiệt độ của đúng cơ thể con người, để nó không gây ra sự xáo trộn về thân nhiệt. Chứ nếu sự xáo trộn thân nhiệt xảy ra thì nó sẽ rất nguy hiểm, ngay cả trên bàn mổ và ngay cả cái việc mà hồi phục cho các bạn phía sau đó. Vì vậy, nhớ rằng tủ ủ ấm dịch truyền, hay nói cách khác là tủ ủ ấm những cái chai nước biển để chuẩn bị cho cuộc hút mỡ là cực kỳ quan trọng. Các bạn lưu ý nhé. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.